những cuộc đời nào có phải như mơ. Hãy cùng cười để quên đi muộn phiền, để lòng mình nhẹ bớt những thương đau. Xin người đời đừng có tính vội vàng, lời ngọt ngào lời nói dối trên môi. Ôi lòng người nào có ai hiểu đường, khi nàng cười là nước mắt tôi rơi. Hi guys, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại với tựa game Fairy Day. Thì cũng đã rất lâu lâu lắm rồi thì mình chưa chơi lại cái tựa game này cho tất cả anh em và các fan hâm mộ xem ha. Thì hôm nay là mình quyết định chơi lại là do cái thời gian công việc của mình sắp xếp đã ổn định hết rồi. Thôi, mình không nói được điều gì nữa anh em. Vừa vào quay trở lại tưởng đâu là được làm một cái con ngừ mà chạy linh tinh liên thiên vào làm hằng giấy sinh, trời đất cô. Mình không thể ngờ luôn anh em. Sao mà hãng game này mê làm vệ sinh quá vậy? Lúc trước á mình thấy làm vệ sinh hoài, xem hoài anh em cũng ngán ha. Mình không có cách nào để làm một cái con người hoàn thiện hết. Sau đó là bây giờ mình quay trở lại vẫn làm vệ sinh. Sao đường nào cũng vậy hết vậy? Ờ không sao không sao. What? Cái gì à? Cái gì quát quát gì ghê á đu. Ghê ta. Đây đây, anh có lời đánh giá cao cho mấy đứa ha. Rõ liền. Kệ nó anh em, làm vệ sinh thì làm không có gì hết. Gì vậy, gì vậy? Đâu? Rồi chơi, chơi pháo bông pháo quà. Anh đây chấp. Dạ Superman làm cái gì đây? Đốt gì đốt kinh thế. Vừa lụm được dòng pháo bông. Cái pháo bông này nó đang tắt dần thì mình vào cũng không được nữa anh em ạ. Vào nó cũng như thế thôi. Baby baby. Nè, vô, vô dính nữa nè. Vô dính nữa là ý nghĩa lắm nha. Ờ ừ. Đập cái cửa mà yếu kém vậy chết à. Rồi không sao. Mình cứ từ từ thủng thẳng mà làm ha. Ghê hả? Ủa làm gì bên đây tập thể vậy? Mình quên cái vụ án này ha. Cái gì vậy? Gì mà nghe kinh dị dữ vậy? Chạy mà chạy vòng vòng quanh thế giới. Con quỷ kia thế nào? Mày. Mày hiên ngang quá héo. Mày hiên ngang hả mày? Mày chạy mày cũng để ý một tí. Chạy đưa cái bộ ác ở đây cho mình hốt anh em. Vẫn còn trình độ vẫn còn như xưa. Đập cái này đi. Cái gì còn bốn người chán thế. Ủa bộ thấy cái tên mình làm vệ sinh bộ quản lắm hả anh em? Mình thấy cũng bình thường mà nó có gì đâu trời. Lâu lắm rồi làm lại vệ sinh mà cho ngay thằng mã tấu nữa. Gặp cái thằng này là dễ trôn nữa. Gặp mình mà đụng vệ sinh mã tấu này mình trôn chết luôn. Mình trôn từ A đến Z luôn. Rồi đi lướt nào, chiêu lướt này lâu hồi lắm nha anh em. Ồ vệ sinh này chiêu lướt được tốc độ rồi nè. Ồ được phích lỡ rồi. Ờ được. Được phích lỡ thì ok rồi anh em. Lúc trước ở trời ở chạy lướt như là mấy thằng mò vậy á. Thì ra đã được update và phích lỡ rồi ha. Đâu thanh niên kia luồn lách chạy đường cửa sau phải không? Chạy rồi, mới sao chạy rồi, nhìn biết rồi. Mấy con gà mình nuôi riết, mình biết rành quá. Trời ơi. Chào ông già. Ông đi đâu nữa hả? Già Superman. Mấy già này chịu dở trò lắm. Dở trò à? Dở trò với mình anh em đu.
Tự nhiên ta, tự nhiên như ở nhà. Ghê ha. Chơi vòng quanh thế giới đồ ghê, kinh phết. Nữa không? Vẫn trâu à, nè. Trời ơi, già đá lẹ hả ta? Wow, tuyệt vời đấy. Mình có lời khen. Mình không tin là giết không được già nè. Cho nó tàn phế luôn. Chạy đâu à? Giờ Cyberman leo trèo. Thằng ui, dưới cái gốc cây. Kiếm già và kiếm ra nhỏ này. Chán thế. À gồm, nó đập như hách luôn anh em. Cái gì vậy? Thì đứng luôn rồi. Cái game này mình ghét mấy cái lỗi này lắm luôn á anh em. Cũng biết ha. Cũng biết. Cái chiêu này xưa rồi. Mình sử dụng chiêu đó không được rồi anh em. Chiêu xưa lắc xưa lơ. Sao mà nó chém, tụi nó chém gì đâu không người ta. Leo. Đù. Có binh khí, có vũ khí rồi, ngon rồi. Anh em thấy lỗi đùm rồi, giờ tới lỗi âm thanh nè. Bây giờ mình hết điều khiển được cái con dây sinh mình luôn à. Lạ ghê á. Mày lạ. Đâu lạng hả? Tưởng đâu trình độ cao đẳng cấp master. Gõ được cái ừ. Ngon quá rồi con gì. Chơi với mình cho chạy hết. Dí con nhỏ này ghét rồi. Nhỏ này giờ chạy bao nhiêu nữa. Bao nhiêu ước mơ đây. Ước mơ xương máu của nó coi như chấm hết rồi. Kết thúc từ đây. Tạm biệt nhé em. Chờ người anh nhé. Anh khóc thật nhiều khi nhìn thấy em như lúc này. Lòng anh đâu mà anh nói được không. Ghê quá. Nếu mà là người thì sao nhỉ? Đơ. Cút bát đủ rồi em à. Bây giờ anh vào cái công việc chính không? Ở đây là được rồi em ơi. Tự làm gì chạy thoát hết vậy? Sao ra game hết rồi anh em? Chán thế. Mới giết mấy mạng ngượng qua coi mới rồi mới quay trở lại. Thua luôn. Đây làm gì mà kinh thiên động địa lắm rồi anh em, khiếp vía quỷ thần lắm. Vệ sinh này nay chụp từ xa được, chụp ngon luôn á. Này là già Superman chứ ai. Còn ai vào khu, cái khu đại vực này nữa. Đập cửa. Chạy rồi. Đã mình nói chạy rồi mà anh em. Mình tính đâu có sai cái một ly một dặm nào đâu. Dạ, Superman. Sao giờ? Đu!
Áo nhiều chứ. Thằng già nè, mình không tin là mình điên đầu điếc ốc với nó đó. Giờ Superman thấy dữ lắm rồi nè, mà giỡn gì già đâu. Ủa đâu, đâu mà mình đứng mình chưa kịp say nữa, gõ gì cũng trúng nữa. Phi, phi vật lý, phi ảo diệu luôn. Đúng cái game này. Thôi từ thôi, từ. Già này hồi nãy đáng lẽ mình giết 8 mạng rồi, chứ không phải là để cho chạy về đâu ha. Mệt rồi phải không? Quay gõ nữa. Chưa rồi, chưa rồi. Nè, rọc nè heo. Lấy già Superman là phải chết một cái chết thì vô cùng đau đớn. Già Superman nè, đi khác chơi, đi trên đội chạy hoài mệt mỏi quá. Xong, mọi chuyện chấm hết. Mới giết cũng 3 mạng rồi em. Vào thấy 7-8 người luôn. Ủa bộ mình nổi tiếng qua nước ngoài luôn hả? Thấy mình cái chạy hết. Ủa mình chạy vệ sinh cũng bình thường mà anh em, đâu có đến nỗi mà nó ghê gớm lắm đâu. Mình hồi nãy anh em thấy con nhỏ bị thương mà mình chụp đông, chụp tay, chụp trái, chụp phải, chụp A, chụp Z, chụp B, chụp C gì các kiểu luôn, mà chụp hụt rất nhiều luôn. Rồi lỡ con nhỏ đó là người chơi chuyên nghiệp rồi sao, mà mình cúng cơm thôi. Ở đây toàn level 150 mà sao thấy mình chạy hết ta, mình có làm gì đâu. Trong khi mình chơi bình thường như bao người khác, không có gì hết. Mà tại sao lại vậy, lại có một cái chuyện mà nó phi lý như vậy xảy ra được. Vừa vào game quay trở lại Reday là làm dây sinh là thấy ứa gan ứa phổi rồi. Trong khi mình chọn thằng dây sinh nào, đây thằng dây sinh này đây anh em, mà nó cho mình làm thằng dây sinh mã tấu. Phi vật lý. Rồi ha, mình ra mình kiếm phòng khác đi. Ở phòng này là không ổn rồi. Chưa chi diễn đem tẩu trốn chạy bỏ mình sạch hết luôn. Chơi chưa được nóng đít nữa anh em. Ngồi đây là mũi thì thui mình gần chết mà mình cố gắng mình chơi. Áo thì mình mặc mình nóng là vô cùng nóng luôn. Ngồi ngồi đây dựa vô cái ghế và cái quần ướt nhẹp, tưởng đâu là mình chơi game kinh dị lắm, ghê rợn lắm, mình sợ mình té đáy. Nào ngờ nóng quá anh em à. Rồi thì anh em chờ một tí ha, thì sẽ ready nhanh thôi. Vô làm dây sinh nữa chắc mình nghĩ chơi Reday luôn quá. Tại vì anh em biết tại sao mình bỏ Reday dài vậy không? Tại vì anh em thấy là hai cái màn trước á, là mình chơi ở trong những cái tập trước á, thì hai màn đó mình làm đủ hai màn dây sinh luôn. Trời ơi, phải nói là nó ngán kinh khủng luôn. Mình nghĩ làm dây sinh cho cái hãng game cho nó đỡ me mình. Không ngờ vừa quay trở lại game, làm dây sinh cầm mã tấu. Lát vô cho mình cầm búa luôn quá. Nè anh em nhìn kỹ nha, mình chọn dây sinh này nha. Nhân vật mình chọn là chọn chị Hoshi da đen, chứ không phải là random. Nhưng mà bây giờ không cho mình nhắc vô, mình chọn lại nè, chị da đen nè ha. Đó, bây giờ hiện ra dây sinh thì mình chọn rõ ràng hàng ngày nha. Đó, rồi sẵn sàng chuẩn bị hết. Ready, go, go, go. Ủa mình nhìn sao mà giống như mà mấy cái con chó mà sủa nên em sủa gấu 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 á. Trời ơi giống luôn á. Vãi thiệt luôn á. Gấu gấu anh em nghe thành gấu gấu rồi nghe thành các cái tiếng sủa khác nhau của những cái con chó. Nhưng mà không sao, có gì đâu, chuyện bình thường thôi. Mình hối thúc người ta vô cho anh em xem, mà anh em muốn comment anh em nói sao cũng được. Anh mày sủa giống chó quá hay anh giống chó các kiểu gì đó, không sao không sao. Mình không để tâm những chuyện đó. Nói chung là anh em nào mà comment chửi mình trong một spam đó mình vẫn đọc nha. Mình vẫn đọc và mình trả lời. Nhưng mà càng trả lời thì mấy anh em đó càng chửi, nhưng mà không sao đâu. Chuyện bình thường, mình đã quen rồi. YouTuber nào mình nói thiệt thật sự luôn, từ A đến Z, từ trái trên phải, từ channel Việt Nam đến channel nước ngoài, chắc chắn trong quá trình làm video sẽ có những cái bình luận chửi, những cái comment chửi. Nhưng mà đa số là những cái câu chửi của mấy người Việt Nam của mình sẽ độc đáo hơn nước ngoài. Còn nước ngoài là chỉ là fuck you, fucking shit. Rồi mấy cái câu nghe nó không có gì mà cấn kỳ ha. Nhưng mà nếu mà đụng người nước ngoài thì mình kêu fuck you thì họ sẽ hiểu ra là một cái câu chửi. Đối với mình thì rất là bình thường, nhưng mà đối với họ là một cái câu chửi cũng nặng như giống như là đơ hồi bỏ ơi. Cũng giống như là những câu chửi Việt Nam vậy thôi anh em. Rồi ha anh em, chờ một tí mình sẵn sàng vô game rồi. Chuẩn bị một tí nữa thôi mình sẽ chơi một cái nhân vật chị Hoshi da đen cho anh em xem. Mà mình quay trở thành dây sinh coi như mình bỏ nghề luôn, không làm nữa, không chơi nữa, dẹp game luôn, xóa game luôn. Chứ bây giờ vậy rồi sao? Trời ơi, chưa chi gì ra rồi, mình có làm dây sinh đâu. Ừ rồi, 5, 4, 3, 2, 1, chuẩn bị vào game anh em à. Mình mong là mình sẽ trở thành chị Hoshi da đen ha. Mình chơi dở cũng được nữa. Mình chơi cho mình chạy cho có tụ đi cũng được nữa. Chạy cho có tụ mình chết, mình thành mì tôm. Ê, không phải mình. Ê, có cặp dĩa trong đây không? Ê, à, nhân vật August.
ai rồi. Mình cái bỏ tay luôn á. Nữa mình chọn chị Jose da đen, anh em thấy mình chọn rõ ràng. Cho mình thanh niên người nước ngoài, thanh niên mà mấy anh chị người nước ngoài chơi nhiều nhất nè. Thanh niên này có một cái tỷ lệ may mắn cực kỳ cao rồi. Cho mình thì mình cứ chơi hết anh em. Còn thanh niên Jason kia mình biết là chơi có nghề rồi. Mình thấy là out rút là giết xong là mình out liền á. Rồi có dao nè, out gì. Dao thái đi cầm 8-9 con đây nè. Vô đây out. Máu trời ơi. Anh em thấy chưa? Tỷ lệ may mắn của thanh niên này phải nói là số Z. Ngon lành cành đào liền. Bản đồ luôn. Trong một cái nhà mà tìm được toàn là bũ bối không à. Điện thoại cho Tommy luôn. Anh em thấy chưa? Nhà này là coi như là thanh niên này bá chiếm một phương rồi. Để dưỡng. Rồi mình điện Tommy một lát cái gì mình chết mình thành mì tôm ha. Còn không chết thôi mình cứ ở đó mình chưa tích. Cái búa này nè anh em thấy chưa? Vũ khí toàn là vũ khí hạng nặng không à. Những người ta ao ước có được. Còn thanh niên này là lộm trong vòng một nốt nhạc, trong vòng một vòng chỉ cần trade một vòng thôi là lộm được. Đây có dao nữa mình bó tay luôn á. Mình không biết sao mà diễn tả nổi cái độ mà may mắn mà hên số dách của thanh niên này. Ờ không có rồi anh em à. Trời gọn chó ngoài mình sủa, nếu mà có thâu tiếng vô hay gì, có dính tập âm gì cũng mong anh em thông cảm nha. Chứ mình quay là mình kêu nó đừng có sủa mà sao bây giờ quay ra là nó sủa gâu 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 ở ngoài kìa. Chắc hồi nãy là cũng nghe mình sủa, giờ bắt chước sủa theo chủ nó đó. Rồi bây giờ kiếm chút đồ ra. Không có gì hết thì ta. Không có một chút lát gì luôn á. Có map rồi. Trời ơi mấy thanh niên kia tụ họp định giết Jason hả? Lỡ đẳng đoàn tụ liền. Đừng có đoàn tụ với ông bà là được rồi anh em à. Đoàn tụ với mọi người cùng nhau nghĩ ra cái chiến lược, cái kế hoạch hạ Jason. Cái kế hoạch này mình phải cất công cố gắng dàn dựng ra để tiêu diệt nó. Và gân sự gì chơi nó. Bây giờ nè, mình sẽ là người mà tiên phong lên trước thử phổi, thử sức mạnh của Jason. Tại vì mình có một con dao bỏ túi trên người nên là mọi chuyện nó sẽ rất là suôn sẻ. Ê thanh niên. Để anh giải cứu chưa? Thank you. Hello. Rồi ok chạy đi giờ. Tự nhiên còn bay nữa thiệt. Yếu kém mà. Mày đổ cuối. Tuổi gì? Tuổi gì ở đây? Tờ đi mà còn dắp té nè. Hay lắm, hay lắm em ơi. Em mặc quần bikini sát nít ngon lắm. Đổ xăng vô. Những cái chiêu mà phải nói là vô cùng tầm thường. Một chết này nè, quýnh ê. Quýnh ê. Phóng phi tiêu, phóng phi tiêu. Gõ nó mỏ ác mày, phóng phi tiêu. Trấn áp nó. Gõ đích em hay lắm em ơi. Wow. Im mọi người im lặng bình tĩnh. Jason là coi như về quê cấm câu rồi đó. Jason yếu nghề. Trời ơi đem lưng. Ôi trời con. Mày bố lao bố liếu. Gõ liền. Có nói năng gì hết. Đó mình chờ nó vung trịa nẻ đi. Mình phức vô đầu nó. Thằng này nó không biết chụp rồi, yếu nghề rồi. Mày nghiệp dư hả? Nghiệp dư mà đụng đây trình gà nữa. Hay lắm già ơi. Không còn máu cho già đâu. Tự biên tự diễn đi heo. Thảo mặt nạ đó ra. Thảo được cái mặt nạ đó ra rồi anh em ơi. Kill. Yên tâm có anh bọc hậu. Hay lắm vậy hà. Cứu nhỏ nó đi. Để cho nó đi kiếm đồ. Để anh đây chân. Thằng út. Mày chụp hả mày. Còn tí chết anh rồi. Mình chết mình thành mì tôm anh em à. Mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua thôi. Khi cơn ở đây rồi. Mày làm gì mày nhí gần hả?
Nhạc hay quá anh em ơi. Tao muốn chết. Tao muốn chết. Làm thơm mi, làm thơm mi. Rồi ok. Chứ thằng đó mà sao mà hạ được mình. Phải giật chơi thôi. Mình gọi mì thơm rồi anh em. Ờ chết rồi. Một lát thanh niên nào chết là trở thành mì thơm mà sao nhờ. Máu đằng kia. Mờ ao màu sắc máu. Lỡ lụm đi. Dao bỏ túi nữa. Body. Body healing. Let's go. Thì không biết hay sao á. Body có máu. Máu. I can't die for you. Just go. Cứu đi. Từ ơi. Thằng già. Thôi xong rồi. Hên là vừa lụm được dao bỏ túi của mình đó anh em. Ủa rồi cái thằng kia chết nó làm mì tôm mày sao nhờ. Rồi thôi chứ giờ mình cũng biết sao hết. Tại vì mình đã chịu chết trận này mà. Chơi mà anh em. Có chơi có chịu. Chắc mình nghĩ là chịu rồi đó. Mình chết trước đáng lẽ mình phải thành mì tôm trước chứ tại sao lại là thằng kia nhờ. Vô lý. Vô lý hết sức. Vô lý phải biết. Wow. Come with me. Kill. Không Jason. Vẫn chưa ra. Chàng ngự lâm quân của chúng ta vẫn chưa bước ra anh em à. Hình như hồi nãy mình thiếu thiếu cái bộ đàm đó anh em. Rồi không xong rồi. Tình hình Cuba đang căng thẳng. Tại sao? Tại sao mình chết trước mà lại cho thằng đó làm? Cái này là chịu thôi anh em à. Nói chung là có chơi có chịu. Bây giờ thì mình phải chịu thôi. Mình quên lụm cái bộ đàm thì mình phải bất chấp thôi. Để dây sinh này mà nó giết được rồi hay bó tay à. Don't touch me. Anh em nghĩ mình có dao bỏ túi có máu tại sao mình lại không xịt mà mình đứng mình chém nó. Mà nào ngờ bây giờ mấy thanh niên này không biết cái cách kêu dây sinh ra sao. Con mụ da đen bị tiêu đời rồi kìa. Dục ra cửa sổ xong. Không thể nào ngờ cái tem này lại yếu nghề như vậy. Biết hồi nãy mình đã lỡ mình dẫn dắt hết tất cả được rồi. Thanh kêu cái khỉ móc ho này chứ thanh kêu. Con mì tôm này ra đây làm cái gì? Cầm súng bắn cũng không dẫn like ham mặt nạ dây sinh lắm. Dây sinh trong đây đi chốt cửa. Chốt ông nào ý mày chứ chốt cửa. Phân ngu ấn không. Leo đường cửa sổ à. Thơm mi yếu nghề rồi. Mình ở đây coi như mình bình luận viên thôi. Là một chuyên viên bình luận. Đây 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 để coi thử coi thơm mi làm gì. Lụm đồ là làm trò gì nữa. Chạy vòng quanh. Trời gặp mình ở đây là mấy thanh niên này. Có mạng đi không có mạng về. Trời ơi nó đi. Nó đi kinh công làm như là Âu Dương Phong hả. Dí Tommy đúng rồi. Canh canh nhỏ sao kìa. Như là định gõ chụp cái đầu nó. À già gân chứ phải là nhỏ. Anh em nhỏ chết rồi. Bây giờ còn nhỏ Silica. Bika. Và gân cầm nồi cũng gân dữ ha. Dây sinh này không có nghề. Tao quên đi đâu trong trại lửa ta mà chui vô trại. Tommy come. Tommy biết gì. Bây giờ dân thức ăn tận họng nó kìa nó mới biết. Phải đem nhồi nhét trong bản họng nó kìa chứ giờ không biết gì. Không. Chùm pháo dục vậy là chết ra. Có cái súng cũng dám bắn nè. Tiết kiệm đạn. Còn cái thằng Tommy này ha. Mình lúc trước mình không để ý. Mình không bình luận cái thằng này ha. Mình không hiểu tại sao lại có một cái thằng mà nó ngu. Ngu đến mức nó ngu quá mức quy định luôn. Mình không hiểu luôn á. Đi đến đây. Đã người ta điện đến rồi. Người ta điện đàm đến rồi. Cầm theo một cây sọc gân. Làm như dây sinh yếu lắm nè. Cầm theo cây sọc gân à. Mà cái sọc gân cỡ cầm theo dây đạn mình cũng nói. Cầm theo đúng có viên đạn à. Không biết bắn ai nữa, bắn chim, bắn cò gì á. Rồi kế tiếp này ha. Máu cầm heo có bình. Mày cầm heo cả đống đi mày đi. Mày đi nguyên chiếc xe container, mày cầm xe thùng mày chạy vô đây không được hả.
cũng cầm có bình bình máu à, cao lắm có xài x2 á, cầm cầm được 2 bình. Rồi kế đến giao bỏ túi cầm con, không đi xe nó biết cái gì. Ừ, tưởng nó không biết chứ, thấy là thấy ngu ngu, nhưng mà mình nghĩ là killer Jason vẫn được. Rồi Jason là coi như ban đầu mạng mình là coi như là mang lại cái trận này nè anh em. Cái trận này thành công mỹ mãn là nhờ ai? You. Mình đây. Rồi thì bây giờ cứ coi mấy anh em nó tiêu diệt đi. Con nhỏ đó làm cái gì vậy? Quýnh cho nó quỳ xuống. Quýnh cho nó quỳ xuống cái thằng ngu. Không thể nào tin nổi. Nó manh động. Manh động từ A đến Z, mà từ Z đến A. Fuck you. Ngu. Này là gọi là ngu bẩm sinh. Tommy chưa lợ. Lợ nó dây. Hello dây dây gì á. Mình tiếng Anh mày đọc không được. Chết luôn cũng được nữa. Giờ cầm nào quyển gỡ á. Có mình là coi như mọi thứ đã xong xuôi rồi. Nó lợ nó làm vậy là mình coi như là mình bắt rớt từ xa là mình kêu được rồi. Còn thằng này em biết cái khỉ hoa gì. Nó chỉ giỏi ăn với chạy thôi. Còn dây sinh đâu rồi. Trời đất cứ làm riết mình thấy mình nản quá anh em ạ. Mình nghĩ là cái trận này thì mình nên bình luận và dừng tại đây là được rồi đó. Thấy không ổn. Thấy tụi này nó chơi như vậy là chết. Nó chơi như vậy là chết. Thằng dây sinh nó đã ngu rồi mà gặp mấy ông nội ba con còn ngu hơn nữa. Làm sao mà chơi. Nói ngu á thì mình xúc phạm người chơi quá thật sự luôn. Là họ mới biết chơi. Nhưng mà tức chứ anh em. Cũng ít nhất coi cũng tham khảo video tí chứ. Nhảy vào chơi à. Muốn thưởng thức game đủ trọn vẹn à. Trọn vẹn thì chơi seri. Chứ chơi mấy cái game này làm cái gì. Chơi game này là phải nghiên cứu trước. Cách giết dây sinh rồi cách tháo mặt nạ. Cách làm gì đó làm gì đó làm gì đó và làm gì đó. Mà cuối cùng thì bây giờ dây sinh không chết. Mà người chết là ai? Rất là nhiều người ở trong đây vẫn chưa chết. Thằng dây sinh mình nghĩ bây giờ á là còn đã 7 phút 38 giây mà nó vẫn chưa bắt được ai đâu. Mình đảm bảo luôn. Nó hên lắm, nó gõ gõ thằng nào ngu mới ra đeo đầu lại cho nó gõ. Nhất là thằng Tommy này nè. Cầm búa chạy linh tinh liên thiên. Rồi ha. Thì mình nghĩ là mình không còn hứng thú để ngồi xem những cái anh người nước ngoài chơi nữa. Mình thật sự là cái trình độ của mình đó là đã hơn họ rồi. Thì thấy thì chắc chắn là phải chơi rồi. Cũng giống như anh em thấy mình mới chơi game vậy, anh em nào comment à ngu rồi như lờ các kiểu rất nhiều comment á. Nhưng mà không sao, tại vì anh em đã chơi qua rồi nên là anh em có thể nói vậy được. Không sao, anh em đã rồ rồi mà. Chắc chắn mình chơi là mình gà, nên là chắc chắn là mình ngu, mình gà, mình yếu, mình ém kém cái gì đó cũng không cần biết ha. Nói chung là mình chơi rất là gà. Rồi anh em vào chữ mình là đúng. Giống như là mình ngồi mình chữ Tommy nãy giờ đó, đó các kiểu gì đó. Tức chứ anh em coi nó tức chứ không có gì hết à. Mình biết là anh em coi những video Dragon Ball của mình, rồi những video Roblox ở bên channel BitBan, thì anh em cũng nóng như vậy thôi. Thì mình ở đây cũng y như vậy. Anh em thốt lên chữ mình chấp nhận không sao cả. Bình thường, cái đó là chuyện bình thường. Anh em chữ mình cũng không mất mát gì cả. Mình cũng không có săn ra được miếng da nào, cũng không lòi ra được miếng thịt nào, cũng không có mất một cái áo, cái quần hay cọng tóc nào hết. Tóc thì mình tự bứt thôi. Rồi ok, thì mình nghĩ là video này thì mình nên tạm khép lại tại đây ha. Anh em cảm thấy sao về video của mình hãy để lại comment bên dưới. Và anh em đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi những video mới nhất của kênh này nhé. Cảm ơn mình, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo của tựa game Fairy Day. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, xin chào tất cả anh em. Và mình xin chúc tất cả anh em và các fan hâm mộ của mình là luôn luôn có một ngày tốt lành nhé. Oh yeah.